Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Ê-xê-chi-ên chương 1. Năm thứ 30, ngày mùng 5 tháng 4, khi ta đang ở giữa phu tù trên bờ sông Kê-ba, các tầng trời mở ra và ta xem những sự hiện thấy của Đức Chúa Trời. Ngày mùng 5 tháng ấy, bây giờ là năm thứ 5 sau khi vua Jehoiakim bị bắt làm phu tù, lời của Đức Giê-hô-va được phán riêng cho thầy tế lễ Ê-xê-chi-ên, con trai Bu-si, tại trong đất người Canh-đê trên bờ sông Kê-ba. Ấy là tại đó mà tay Đức Giê-hô-va đặt trên người. Này, ta thấy có luồng gió bão đến từ phương Bắc, một đám mây lớn bọc lửa giải sáng khắp tư bề. Từ giữa nó thấy như loài kim bóng nhoáng ra từ chính giữa lửa. Từ giữa nó thấy giống như bốn vật sống hình trạng như vậy, bộ giống người, mỗi con có bốn mặt và bốn cánh. Chân nó thẳng, bàn chân như bàn chân bò con đực, sáng ngời như đồng bóng nhoáng. Dưới những cánh nó, bốn bên đều có tay người, bốn con có mặt và có cánh, mình như sau này. Cánh tiếp giáp nhau, khi đi không xây lại, mỗi con cứ đi thẳng tới. Còn như hình mặt nó, thì bốn con đều có mặt người, bốn con đều có mặt sư tử ở bên hữu, bốn con đều có mặt bò ở bên tả, và bốn con đều có mặt chim ưng. Những mặt và cánh phân rẽ ra bởi trên cao. Mỗi con có hai cánh giáp với nhau, và có hai cánh che thân mình. Mỗi con đi thẳng tới, thần khiến đi đâu thì đi đó, không xây mình lại trong khi đi. Hình trạng của những vật sống ấy giống như hình trạng than đỏ và đuốc lửa. Lửa lên xuống giữa các vật sống ấy, lửa nhoáng sáng và có chớp từ nó phát ra. Các vật sống ấy chạy đi và trở lại như hình trạng chớp nhoáng. Vả, đang khi ta ngắm xem các vật sống ấy, này, trên đất có một cái bánh xe ở kề bên các vật sống ấy. Mỗi một trong bốn mặt đều có một bánh xe. Hình và kiểu những bánh xe ấy giống như bích ngọc. Hết thảy bốn bánh đều giống nhau, hình và kiểu như là bánh xe trong bánh xe. Khi đi tới thì đều đi bốn phía mình, khi đi không phải xây lại. Vòng bánh xe cao và dễ sợ, và vòng bánh xe của bốn con đều đầy những mắt. Khi các vật sống đi, các bánh xe cũng đi kề bên. Các vật sống bị cất lên khỏi đất, các bánh xe cũng bị cất lên như vậy. Thần muốn đi đâu thì các vật sống đi đó. Thần đi đó thì các bánh xe cũng bị cất lên kề bên các vật sống, vì thần của vật sống đó ở trong các bánh xe. Khi các vật sống đi, chúng nó cũng đi, dừng, chúng nó cũng dừng. Và khi các vật sống bị cất lên khỏi đất, thì các bánh xe cũng bị cất lên kề bên, vì thần của vật sống ở trong các bánh xe. Ở trên đầu vật sống thấy một vòng khung giống như thủy tinh dễ sợ giải ra trên đầu chúng nó. Dưới vòng khung đó, các cánh nó xè thẳng ra, cái này đối với cái kia. Các vật ấy, mỗi con có hai cánh che thân thể mình ở bên này và bên kia. Khi đi tới, ta nghe tiếng của những cánh chúng nó như nước lớn ầm ầm, như tiếng của đấng toàn năng, tiếng om sòm như tiếng một đạo binh vậy. Khi dừng lại thì sủ cánh xuống.
Lúc chúng nó dừng lại và sủ cánh xuống, thì từ nơi vòng khung trên đầu có tiếng vang ra. Bên trên vòng khung dải trên đầu các vật sống, có hình như cái ngai, trạng nó như là bích ngọc. Trên hình ngai ấy có hình như người ở trên nó. Trong ngai và mọi nơi chung quanh, ta cũng thấy như đồng bóng nhoáng, giống lửa. Từ trạng ngang lưng người ấy trở lên và từ trạng ngang lưng trở xuống, ta thấy như lửa sáng hừng chung quanh. Ánh sáng thấy chung quanh đó giống như ánh sáng của cái mống trong mây khi đang mưa. Ấy là tỏ ra hình trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va. Ta thấy thì sấp mặt xuống và nghe tiếng của một đấng phán cùng ta. Chương 2. Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, chân ngươi hãy đứng, ta sẽ phán cùng ngươi. Ngài vừa phán cùng ta như vậy, thì thần vào trong ta, làm cho chân ta đứng lên, và ta nghe đấng đã phán cùng ta. Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, ta sai ngươi đến cùng con cái Israel, đến các dân bạn nghịch nổi loạn nghịch cùng ta. Chúng nó và tổ phụ mình đã phạm phép nghịch cùng ta cho đến chín ngày nay. Ấy là con cái dày mặt cứng lòng. Ta sai ngươi đến cùng chúng nó. Khá nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va có phán như vậy. Còn như chúng nó hoặc nghe ngươi hoặc chẳng khứng nghe, vì là nhà loạn nghịch. Ít nữa chúng nó cũng biết rằng ở giữa mình có một đấng tiên tri. Nhưng hỡi con người, ngươi chớ sợ chúng nó và chớ sợ lời chúng nó. Dầu gai gốc ở với ngươi và ngươi ở giữa bọ cạp mặt lòng, phải, dầu chúng nó là nhà loạn nghịch, ngươi cũng đừng sợ lời chúng nó và đừng kinh hãi mặt chúng nó. Vậy ngươi khá đem lời ta nói cùng chúng nó, dầu nghe dầu chẳng khứng nghe, vì chúng nó rất là loạn nghịch. Nhưng hỡi con người, hãy nghe điều ta phán cùng ngươi. Chớ loạn nghịch như nhà nổi loạn ấy. Hãy mở miệng, ăn lấy vật ta ban cho. Ta bèn xem, này, có một cái tay giơ đến ta, cầm một bản sách cuốn. Bản ấy dở ra trước mặt ta, có chữ đã chép cả trong và ngoài. Ấy là những lời ca thương, than thở, khốn nạn đã chép vào đó. Chương 3. Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy ăn vật ngươi thấy, hãy ăn cuốn này, rồi đi và nói cùng nhà Israel. Ta mở miệng ra và Ngài khiến ta ăn cuốn ấy. Ngài phán: Hỡi con người, hãy lấy cuốn ta cho ngươi mà khiến bụng ăn và làm đầy ruột. Vậy ta ăn lấy thì trong miệng ngọt như mật. Ngài lại phán: Hỡi con người, hãy đi, hãy đến cùng nhà Israel, đem những lời ta thuật lại cho chúng nó. Vả, ấy chẳng phải ta sai ngươi đến cùng dân nói tiếng mọi rợ khó hiểu, bèn là đến cùng nhà Israel. Thật, chẳng phải ta sai ngươi đến cùng nhiều dân nói tiếng mọi rợ khó hiểu, mà ngươi không thể hiểu lời chúng nó. Nếu ta sai ngươi đến cùng chúng nó, chắc chúng nó sẽ nghe ngươi. Nhưng nhà Israel sẽ chẳng nghe ngươi, vì nó không muốn nghe ta. Bởi chưng cả nhà Israel đều cứng tráng cứng lòng. Này, ta làm cho mặt ngươi dạng nghịch cùng mặt chúng nó, trán ngươi cứng nghịch cùng trán chúng nó. Ta làm cho trán ngươi cứng như kim cương, cứng hơn đá lửa. Đừng sợ và đừng run rẩy vì bộ mặt chúng nó, dầu chúng nó là nhà loạn nghịch mặt lòng. Đoạn Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nhận vào lòng và nghe vào tai mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi. Hãy đi đến cùng những kẻ bị đày, cùng các con cái của dân ngươi. Khá nói cùng chúng nó, dầu chúng nó nghe, dầu chẳng khứng nghe, ngươi cũng nói với rằng: Chúa Giê-hô-va
có phán như vậy: Bây giờ thần cất ta lên, và ta nghe có tiếng ào ào rất lớn ở đằng sau ta rằng: Đáng chúc phước cho sự vinh hiển Đức Giê-hô-va từ nơi Ngài. Ta cũng nghe tiếng cánh của các vật sống đập cái này với cái khác, tiếng của những bánh xe kề các vật ấy, và tiếng ào ào rất lớn. Đoạn, thần cất ta lên và đem ta đi. Ta đi, lòng ta đầy sự cay đắng nóng nảy. Tay Đức Giê-hô-va đặt trên ta cách mạnh mẽ. Ta bèn đi đến tên A-bíp cùng những kẻ bị đày ở trên bờ sông Kê-ba. Ta dừng lại nơi họ đang ở và trú lại giữa họ 7 ngày, buồn rầu, lặng lẽ. Khỏi 7 ngày, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Israel. Khá nghe lời từ miệng ta và thay ta răn bảo chúng nó. Khi ta nói với kẻ dữ rằng: Mày chắc sẽ chết, nếu ngươi không răn bảo nó, không nói với nó đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi. Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ dữ mà nó không từ bỏ sự dữ cùng đường xấu mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó, còn ngươi thì giải cứu được linh hồn mình. Cũng một lẽ ấy, nếu người công bình bỏ sự công bình mà phạm tội, và ta đặt sự ngăn trở trước mặt nó, thì nó sẽ chết. Thế thì vì ngươi không răn bảo người ấy, nên nó sẽ chết trong tội lỗi nó, và không còn được ghi nhớ những việc công bình nó đã làm. Nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi. Trái lại, nếu ngươi răn bảo người công bình khiến đừng phạm tội, mà thật ra nó không phạm tội, thì chắc nó sẽ sống vì đã nghe lời răn bảo, còn ngươi thì giải cứu được linh hồn mình. Tại đó, tay Đức Giê-hô-va ở trên ta, và Ngài phán cùng ta rằng: Hãy chờ dậy, đi trong đồng bằng, tại đó ta sẽ phán cùng ngươi. Vậy ta chờ dậy và ra đi trong đồng bằng. Này, sự vinh hiển Đức Giê-hô-va đứng đó như sự vinh hiển ta đã thấy trên bờ sông Kê-ba. Ta bèn ngã sấp mặt xuống, thì thần vào trong ta, làm cho chân ta đứng lên. Đoạn Ngài phán cùng ta và bảo rằng: Hãy đi, giam mình trong nhà ngươi. Hỡi con người, này, người ta sẽ lấy dây trói ngươi, và ngươi không thể đi ra giữa chúng nó. Ta sẽ khiến lưỡi ngươi dính với cúa họng ngươi. Ngươi sẽ câm, không quở trách chúng nó được, vì chúng nó là nhà loạn nghịch. Nhưng khi ta phán cùng ngươi, ta sẽ mở miệng ngươi, và ngươi khá bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Ai nghe, hãy nghe, ai không nghe thì đừng nghe, vì chúng nó là nhà loạn nghịch. Chương 4. Kế đó tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng: Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa, thấy một ngôi đặt tại trên trời. Trên ngôi có một đấng đương ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm, và 7 ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi, đó là 7 vị thần của Đức Chúa Trời. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và chung quanh có 4 con sanh vật, đằng trước, đằng sau, chỗ nào cũng có mắt. Con sanh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. 4 con sanh vật ấy, mỗi con có 6 cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt. Ngày đêm lúc nào
cũng nói luôn không dứt: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Khi các sanh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho Đấng ngự trên ngôi là Đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt Đấng ngự trên ngôi và thờ lại Đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Chương 5. Rồi tôi thấy trong tay hữu Đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng 7 cái ấn. Tôi cũng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng: Ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này? Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa. Vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm dề. Bây giờ, một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: Chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giuđa, tức là chồi của vua David, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo 7 cái ấn ra. Tôi lại thấy chính giữa ngôi và 4 con sanh vật, cùng chính giữa các trưởng lão, có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có 7 sừng và 7 mắt, là 7 vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Chiên con bước tới, lấy sách ở tay hữu Đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, 4 con sanh vật và 24 trưởng lão bèn sấp mình xuống trước mặt chiên con. Mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương. Đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Đoạn tôi nhìn xem, nghe 4 bên ngôi và các sanh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn đồng nói lên một tiếng lớn rằng: Chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi 4 con sanh vật đều nói: Amen. Và các trưởng lão sấp mình xuống mà thờ lại. Sách Khải Huyền, chương 6. Tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ nhất trong 7 ấn, thì tôi thấy một con trong 4 con sinh vật nói tiếng như sấm rằng: Hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch. Người cưỡi ngựa có một cái cung. Có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói: Hãy đến. Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau. Và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sanh vật thứ ba nói: Hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô. Kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa 4 con sanh vật như có tiếng nói rằng: Một đấu lúa mì bán 1 denier, 3 đấu mạch nha bán 1 denier, còn dầu và rượu chớ động đến. Khi chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sanh vật thứ tư nói: Hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cưỡi ngựa ấy tên là sự chết, và âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. Khi chiên con mở ấn thứ năm,
tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng: Lạy Chúa là đấng thánh và chân thật. Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài và có lời phán rằng: Phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ 6 thì có một cơn động đất lớn. Mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. Các vì sao trên trời sa xuống đất như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Thi Thiên 83. Đức Chúa Trời ơi, xin chớ làm thinh. Đức Chúa Trời ơi, xin chớ nín lặng, chớ đứng yên. Vì kìa, các kẻ thù nghịch Chúa náo loạn, và những kẻ ghét Chúa ngước đầu lên. Chúng nó toan mưu độc, hại dân sự Chúa, bàn nghị nhau nghịch những kẻ Chúa che giấu. Chúng nó nói rằng: Hãy đến tuyệt diệt chúng nó đến nỗi không còn làm nước, hầu cho danh Israel không còn được kỷ niệm nữa. Vì chúng nó một lòng bàn nghị nhau, lập giao ước nghịch cùng Chúa. Các trại Edom và người Ismael, Moab và người Hagarit, Gebanh, Ammon và Amalek, người Philistin với dân Tyre, Assyri cũng hiệp với chúng nó mà giúp đỡ con cháu Lót. Hãy đãi chúng nó như Madian, như Sisera, như Jabin tại khe Kishon, là kẻ bị hư nát tại Endor, trở thành phân cho đất. Hãy làm cho các người tước vị chúng nó giống như Oreb và Cf, và hết thảy quan trưởng họ giống như Sebach và Sanmuna, vì chúng nó nói rằng: Ta hãy chiếm lấy làm của các nơi ở Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tôi ơi, hãy làm cho chúng nó giống như bụi bị gió cuộn, tợ như rơm rạ ở trước gió. Lửa thiêu đốt rừng, lửa ngọn cháy núi thế nào? Hãy lấy trận bão Chúa đuổi rượt chúng nó, và dùng giông tố Chúa khiến chúng nó kinh khiếp thế ấy. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm mặt chúng nó đầy nhút nhơ, để chúng nó tìm cầu danh Ngài. Nguyện chúng nó bị hổ thẹn và thất kinh đến đời đời. Nguyện chúng nó bị hổ ngươi và hư mất, hầu cho chúng nó biết rằng chỉ một mình Chúa, danh là Đức Giê-hô-va, là đấng chí cao trên khắp trái đất. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục,
nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.